Phương pháp nhanh chóng nhất. Phương tiện là cứu cánh, nghĩa là sao? Niệm Phật là phương tiện. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng, chuyên niệm. Nhưng mà phải nên nhớ rằng, niệm niệm phổ lợi chúng sanh. Không nên vì mình. Phạm vi phải lớn. Niệm niệm là thập pháp giới. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả khổ nạn chúng sanh. Tâm lượng lớn như vậy có thể làm được không? Làm được. Chỉ cần bạn dùng tâm chân thành thì bạn sẽ làm được. Nếu như trong đây có pha một chút tự tư tự lợi, pha một chút tập khí phiền não, thì bạn sẽ không làm được, sẽ phá hoại hết toàn bộ công lực của bạn. Cho nên không được pha một chút nào cả. Hằng ngày trong cuộc sống, trong công việc, trong tiếp nhân xử thế, tập cái gì? Tập buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, tập cái đó đó. Đó gọi là chân công phu. Không buông bỏ được thì phải làm sao? Không buông bỏ được, lập tức quy hướng A-di-đà Phật. Người xưa có dạy, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, không cần phải lý tới nó. Vì sao vậy? Thiện niệm hay ác niệm không phải là chân, đó là vọng niệm. Lập tức chuyển biến thành A-di-đà Phật, đây là chánh niệm. Niệm niệm phổ lợi quần sanh chính là niệm niệm A-di-đà Phật. Tôi đem công đức niệm A-di-đà Phật hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Cầu chúc cho họ thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi. Xã hội an hòa, thiên hạ thái bình. Nguyện này hay. Nên biết rằng, mỗi một niệm đều biến pháp giới hư không giới. Hiền Thủ Quốc Sư có dạy trong Hoàng Nguyên Quán rằng, mỗi một niệm đều xuất sanh vô tận. Mỗi một niệm đều hàm dung có không. Chính là tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Loại tâm niệm này mới gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Tùy duyên diệu dụng, đó là nguyên tắc tối cao. Oai nghi hữu tắc là mô phạm phải làm bây giờ, không phải vì mình. Là làm mô phạm tốt cho toàn thể xã hội. Phạm những gì không tốt, quyết định không làm. Khởi tâm động niệm, tự mình nghĩ xem, tâm niệm này của mình có được hay không? Nếu như cả xã hội này đều giống như tâm niệm này của mình, thế giới này sẽ như thế nào đây? Nên suy nghĩ, nếu là tự tư tự lợi, nếu là tham sân si mạng, như thế có được không? Thế giới này sẽ bị hủy diệt mất. Vì sao lại có tâm niệm này? Mê hoặc giác ngộ thì không có. Giác ngộ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều phải làm mẫu mực hay nhất. Làm gương mẫu cho xã hội, thế thì nhất định phải học theo sách Đệ Tử Quy, làm được thiên cảm ứng, làm được thập thiện nghiệp, học kỹ sa di luật nghi. Đây là cơ bản nhất. Tất cả những điều này đều làm được, đó là mẫu mực hay. Chúng ta chúc phúc cho tất cả chúng sanh khổ nạn, đó không phải là khẩu hiệu, thực sự có thể thực hiện. Tiếp nhân xử thế, thái độ của Phật giáo chúng ta là nhu hòa, chất trực. Bất luận là đối với ai,
ngôn ngữ phải nhu hòa. Thái độ nên thành kính. Chất trực là chân thành cung kính. Mình phải nên học khiêm tốn hữu lễ. Phải khẳng định thế gian không có người xấu. Tâm niệm này vô cùng quan trọng. Tâm này chính là tâm đồng thể đại bi. Người kia tạo tội ngũ nghịch thập ác là nhất thời mê hoặc, chẳng phải chân tâm, là vọng tâm của người đó, do tập khí bất thiện tạo thành. Chân tâm của họ bổn thiện. Người này có tâm bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm của họ vẫn chưa hiển lộ, bị phiền não tập khí che mất rồi. Chỉ cần bỏ đi hết chướng ngại thì chân tâm bổn thiện sẽ hiện tiền. Người này là tâm Phật, người này là tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Cái này chẳng thể không biết. Nếu bạn thật sự hiểu thì bạn sẽ không có oan thân trái chủ. Oan thân trái chủ biến hết thành Phật Bồ Tát. Tuy họ vẫn chưa có thể biến ra được, nhưng mà trong tâm mình đã thay đổi rồi. Bạn nghĩ xem tâm của chúng ta có dễ chịu không? Tâm của chúng ta có đẹp không? Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hoàn cảnh mà chúng ta thọ dụng có đẹp không? Có liên quan gì đến người khác không? Không liên quan gì. Nếu như có liên quan, thì hoàn cảnh của chư Phật Bồ Tát sẽ không tốt nữa. Vì sao chư Phật Như Lai vĩnh viễn ở thật báo độ? Có sống cùng chúng ta, thì các ngài vẫn ở thật báo độ. Chắc chắn không bị thập pháp giới lục đạo làm ảnh hưởng. Thế mới gọi là được đại tự tại. Thế mới gọi là chứng đại thần thông. Cho nên các ngài đầy đủ vô lượng thần thông phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Câu cuối cùng của tứ đức là thay chúng sanh khổ. Đặc biệt là vào thời đại ngày nay, chúng sanh mê muội quá nặng, thời gian mê muội dài. Chúng ta sống với họ hòa quan đồng trần. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, từ 19 tuổi xuất gia, đến 80 tuổi viên tịch, thời gian 60 năm trụ thế. Dùng phương pháp gì? Khổ hạnh tăng. Thị hiện làm khổ hạnh tăng. Mỗi ngày một bữa, ở dưới gốc cây, ba y một bát. 12 năm cầu học. 49 năm dạy học. Đây là thay chúng sanh khổ. Làm như vậy cho mọi người xem, thật sự buông bỏ. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều buông bỏ hết, không hề dính mắc. Ngài đã làm được rồi. Cho nên Ngài dạy chúng ta, chính bản thân chúng ta tự biết thể lực chưa được. Phương pháp sinh hoạt của Ngài chúng ta không làm được. Chúng ta phải nên sanh lòng hổ thẹn. Nhu cầu cuộc sống
không nên quá nhiều. Quá nhiều thì làm sao xứng đáng với Đức Phật đây? Chúng ta có nghĩ đến việc thay chúng sanh khổ không? Sự biểu diễn một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc sắp lâm chung vẫn còn thuyết pháp cho chúng sanh, vẫn còn nhắc nhở người đời sau. Hiểu ơn thì mới thật sự biết được báo ơn. Không biết ơn thì không biết báo ơn đâu. Báo cách nào đây? Y giáo phụng hành. Quả giác vô thỉ vô minh đoạn tận, chứng được quả báo cứu cánh viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác dị. Thành tựu địa vị này thì được đại viên mãn. Sau khi viên mãn thì hoàn toàn đi giúp chúng sanh quay đầu, giúp cho chúng sanh chứng được đại viên mãn giống như mình vậy. Đây gọi là cứu cánh xứ. Cho nên sau khi kế thể tánh tâm thú luận bổn kinh, đại lực đại dụng phương tiện thắng diệu, đây chính là nguồn gốc của chương này. Đầu tiên giảng nghĩa về hàm ý của danh từ phương tiện lực dụng. Tiếp tục coi bổn kinh lực dụng như trong kinh Quán Phật Tam Muội có ghi: Phật cáo phụ dương chư Phật xuất thế cơ ba lợi ích. Một là khẩu thuyết 12 bộ kinh, pháp thí lợi ích, có thể trừ vô minh ám cấu của chúng sanh, mở trí huệ nhãn sanh trước chư Phật, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Đức Phật đến thế gian, xuất hiện ở thế gian, cho con người ở thế gian ba điều lợi ích thù thắng. Lợi ích thứ nhất là gì? Là dạy học ngôn giáo. Thân hành ngôn giáo, thân phải làm mẫu mực. Làm mẫu mực cho chúng sanh coi, dùng ngôn ngữ giáo hóa chúng sanh. Nói 12 bộ kinh, Đức Phật giảng kinh sử dụng 12 phương pháp khác nhau. Trong văn học hiện tại nói là thể tài. Đức Phật giảng kinh có 12 loại thể tài. Đây chính là tất cả kinh điển Ngài đã nói 49 năm. Pháp thí lợi ích, đây là pháp bố thí. Lợi ích này có thể trừ được vô minh ám cấu của chúng sanh.
ấm cấu là phiền não. Phiền não kiến tư hoặc là cấu. Phiền não trần sa hoặc là ám. Vô minh trong câu này bao gồm ba loại đại phiền não. Chúng sanh sở dĩ làm chúng sanh chính là bị ba loại phiền não này trói buộc, không thể siêu diệt được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, vọng tưởng phân biệt chấp trước, chấp trước là cấu, phân biệt là ám, vọng tưởng là vô minh. Ba thứ này hại chúng ta vô lượng kiếp. Ở trong lục đạo sanh tử luân hồi khổ không kể xiết. Các vị nhất định phải hiểu rõ, ở trong lục đạo chắc chắn thời gian ở trong ba ác đạo dài, thời gian ở ba đường thiện ngắn. Điều này phải biết. Lấy thọ mạng mà nói, thời gian của cõi người rất ngắn, số cuộc đời người sống được 100 tuổi không nhiều. Tuy sống được 100 tuổi, nhưng đem so với cõi trời, đem so với trời Đao Lợi, một ngày ở cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người. Người sống được 100 tuổi bằng một ngày ở trời Đao Lợi. Nếu như so với Tứ Dương Thiên, một ngày ở Tứ Dương Thiên là 50 năm ở cõi người, bất quá chỉ là 2 ngày. 2 ngày ở Tứ Dương Thiên. Đó là so với cõi trên, còn so với cõi dưới, cõi ngạ quỷ, thọ mạng của quỷ dài. Trong cõi quỷ, một ngày là 1 tháng ở nhân gian. Cho nên cõi nhân gian tế bái quỷ thần, mùng 1, 15 tế tự cúng dường. Giờ đúng bữa sáng, bữa tối, bữa trưa, 15 ngày một lần cúng dường. Cõi nhân gian 1 tháng bằng ở đó 1 ngày. Thọ mạng của họ đại khái sống 1000 tuổi là chuyện bình thường. Là bạn hiểu được ở trong cõi quỷ không dễ ra đâu. Nếu như đọa vào địa ngục thì càng phiền phức. Ở địa ngục, sự sai biệt về thời gian rất lớn. Địa ngục bình thường không phải rất nghiêm trọng. Ngày xưa thầy Lý khi giảng kinh nói cho chúng tôi nghe, đại khái ở nhân gian 2700 năm bằng địa ngục 1 ngày. Đó vẫn chưa phải là dài nhất đâu. Bạn nói bạn nghĩ ra được có khó không? Thời gian nói cho đúng, thời gian và không gian đều không có thật, chỉ có khái niệm trừu tượng, đều từ trong tâm ý thức của bạn biến hiện ra thôi. Cảm thọ bất đồng. Khi chúng ta ở chỗ khổ nạn, một ngày như 1 năm. Khi vui sướng, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
làm sao một chút là hết mất rồi. Tất cả chúng sanh trong thập pháp giới, quan niệm đối với thời gian đều là tánh chất này. Ngày khổ cực rất khó vượt qua. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian này giáo hóa chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp, có thể giúp cho chúng sanh đoạn phiền não, sanh trí huệ. Nếu phiền não không đoạn, trí huệ sẽ không sanh khởi. Bạn có học nhiều thứ, đó chỉ là tri thức, chẳng phải trí huệ. Tri thức không thể giải quyết được vấn đề sanh tử, không thể thăng hoa linh tánh. Trí huệ thì có thể. Trí huệ phát sanh từ tâm thanh tịnh, từ tâm bình đẳng. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng, chỉ sanh phiền não, không sanh trí huệ. Nghe kinh học giáo cũng không ngoại lệ. Bạn có thật sự nghe hiểu không? Thật sự được lợi ích không? Các vị cổ đức cao minh nhìn là biết liền. Nhìn từ đâu? Giống như tiêu chuẩn Ấn Quang Đại Sư giảng, một phần thành kính được một phần lợi ích, thập phần thành kính được thập phần lợi ích. Coi tâm thanh tịnh của bạn, coi chỗ nào? Coi mức độ tự tư tự lợi của bạn, coi mức độ đối với danh văn lợi dưỡng của bạn. Nếu như bạn coi nhẹ sự tự tư tự lợi, coi nhẹ danh văn lợi dưỡng, chắc chắn bạn nghe kinh, thật sự nghe được tinh túy trong đó, bạn cảm nhận được. Nếu như tâm danh lợi của bạn nặng nề, dù Đức Phật có giảng kinh thuyết pháp ở đây, bạn cũng nghe không vào. Vì sao vậy? Vì bị chướng ngại làm chướng ngại. Chẳng phải Đức Phật không bình đẳng, mà là nghiệp chướng của mỗi người nặng nhẹ khác nhau. Người nghiệp chướng nhẹ rất dễ nhập môn. Người này nghe hiểu, thật sự cảm nhận được. Người nghiệp chướng sâu nặng thì không được. Nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta thì phải làm sao đây? Chỉ có một cách duy nhất là trường thời huân tu. Ngày nào cũng nghe. Nghe 20 năm, 30 năm. À, hiểu rồi, nhập môn rồi. Nghe đến 40 năm, 50 năm, từ từ khế nhập. Sanh pháp hỷ, thế thì cảm nhận được. Thái độ học tập của học sinh ngày nay không được. Nó không nghe vào tai điều gì hết. Bạn xem nghe kinh, nghe một lần. Ê, bộ kinh này tôi nghe qua rồi. Giảng lần thứ hai, tôi không nghe kinh này đâu, tôi đã nghe rồi mà. Vốn là nghe không hiểu. Người xưa dạy, đọc sách ngàn lần, kỳ nghĩa từ kiến. Chúng ta ngày nay nghe kinh mà nghe được ngàn lần, thì làm gì có lý không khai ngộ? Vì sao vậy? Nghe một ngàn lần, tâm định rồi. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sanh trí huệ thì sẽ khai ngộ. Người này thật sự nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới cạn hay sâu là mức độ tâm thanh tịnh của người này. Có được một phần thanh tịnh thì thâm nhập được một phần.
có được thập phần thanh tịnh thì thâm nhập được thập phần. Vì sao vậy? Vì tất cả kinh của Đức Phật nói đều từ tự tánh lưu xuất. Nghe hiểu là bạn khế nhập được tự tánh là như vậy thôi. Tự tánh của Đức Phật và tự tánh của mình là một tự tánh, chứ không phải là hai tự tánh. Những gì Đức Phật làm là chính mình làm, những gì Đức Phật nói cũng là chính mình nói. Nhất định phải dùng tâm tự tánh thanh tịnh mới có thể khế nhập. Cho nên đoạn phiền não, khai trí huệ. Khai trí huệ còn phải làm sao nữa? Phải được sanh ra trước Phật. Bạn nên biết, vững vàng, nhanh chóng, thành tựu. Sanh trước Phật là vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn đã nhanh chóng thành tựu, không cần vô lượng kiếp, không cần ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Nhanh chóng thành tựu, sớm đắc vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn xem lợi ích như thế, nếu chẳng phải Đức Phật xuất hiện ở thế gian này thì bạn không có được đâu. Lợi ích thứ hai là chư Phật Như Lai có thân tướng trang nghiêm, vô lượng diệu hảo. Nếu có chúng sanh xưng niệm quán sát, hoặc tổng tướng, hoặc biệt tướng, bất luận thân Phật hiện tại hay quá khứ, đều có thể trừ diệt tội tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh ra khỏi tam đồ. Đoạn trước nói, điều thứ nhất là khẩu nghiệp của Đức Phật, lợi ích chúng sanh. Điều thứ hai là thân nghiệp của Đức Phật, lợi ích chúng sanh. Chư Phật Như Lai thân tướng quang minh. Người thời nay nói gì? Nói từ trường. Người Trung Quốc nói là không khí. Mỗi người có từ trường của riêng mình. Mỗi người có không khí riêng của mình. Bạn xem có người từ trường tốt, chúng ta tiếp xúc với từ trường của người đó, cảm nhận thấy yên ổn, có thể khiến tâm bạn an định. Ít vọng niệm, đầu óc sáng suốt. Từ trường này nhiếp thọ người. Người thật sự có tu tập, có đức hạnh thì khác. Từ trường của Chương Gia Đại Sư tốt, cảm nhận được rõ ràng. Vào đến cửa chỗ Ngài ở, không khí khác hẳn. Vào trong phòng khách của Ngài là cảm nhận thấy rất an lạc, rất dễ chịu. Bạn sẽ có cảm giác đó. Bạn sẽ không muốn đi, tuy Ngài không nói một câu nào. Nhưng mình cũng muốn ngồi thêm mấy phút nữa, hưởng thụ từ trường của Ngài. Đây chính là thân tướng quang minh mà Phật giáo đề cập. Trong khí công thì nói là khí trường. Có tự trường này khiến bạn cảm nhận được. Thân tướng của chư Phật Bồ Tát thật sự là từ trường lợi ích cho tất cả chúng sanh. Từ trường cũng biến hóa. Đoạn trước có nói nhân người, nhân thời, nhân địa, nhân việc có khác.
đều làm cho bạn cảm nhận được diệu hảo, vô lượng diệu hảo. Đó là việc tự nhiên, có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh, nếu có chúng sanh sinh niệm quán sát. Xưng là xưng danh, giống như chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là xưng. Niệm là ước niệm, không niệm thành tiếng trong tâm niệm, trong tâm nghĩ tưởng Phật. Chương Viên Thông nói, ức Phật, niệm Phật, hiện tại vị lai chắc chắn thấy Phật. Ức niệm, trong tâm thật sự có. Quán sát. Quán sát là có hình tướng của Phật Bồ Tát, hoặc tổng tướng, hoặc biệt tướng. Tổng tướng là thấy tướng toàn thân của Phật Bồ Tát. Biệt tướng là nhìn thấy một phần, hoặc là nhìn thấy tướng nhục kế. Vô kiến đảnh tướng, vô kiến đảnh tướng trên nhục kế, hoặc là thấy tướng bạch hào. Giữa chặn mày có hai cọng bạch hào quyện vào nhau giống như viên châu. Hoặc là quán sát tướng thủ ấn của Phật Bồ Tát. Đó là thấy biệt tướng. Không hỏi thân Phật hiện tại quá khứ, điều này đều không cần hỏi. Hiện tại là Phật Bồ Tát trụ thế. Quá khứ thì chúng ta có thể tạo đắp hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc là vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát. Hiện nay tiện nhất là chụp hình. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát rất trang nghiêm, tâm sanh hoan hỷ. Chúng ta chụp hình lại, mang về nhà thờ cúng. Đem hình tượng của Phật Bồ Tát ở đạo tràng, mang về nhà cúng dường. Đều có thể trừ diệt tội tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh. Nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đem tâm niệm bất thiện của bạn chuyển biến. Tứ trọng là nói về giới. Tứ trọng giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Tứ trọng giới. Tội tứ trọng này đều là địa ngục. Ngũ nghịch là tội A Tỳ địa ngục. Ngũ nghịch là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Phật thì không giết được, phước báo của Ngài lớn lắm, nhưng làm thân Phật chảy máu. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Khi còn tại thế, muốn hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta biết, hàng ngày Đức Phật đi khất thực, đều phải đi qua sườn núi này. Ông ta ở bên trên lăn một cục đá rất lớn xuống. Khi Đức Phật đi ngang qua, ông ta lăn cục đá xuống, muốn đè chết Đức Phật. Phước báo của Đức Phật lớn. Bồ Tát Phi Đà hộ pháp. Khi đó, Ngài dùng chày kim cang chặn ngang cục đá. Chặn ngang cục đá bể nát. Một miếng đá văng vào chân Đức Phật làm chảy máu. Đó gọi là làm thân Phật chảy máu.
cuối cùng là phá hòa hợp tăng. Đây cũng là tội A Tỳ địa ngục. Cho nên ngày nay phá hoại hình tượng của Phật giáo, đó cũng đều là tội phá hòa hợp tăng. Ngày nay chúng ta mang hình tướng xuất gia sống trong xã hội này. Nếu chúng ta làm những việc không đúng pháp, làm cho xã hội phê bình Phật giáo, hủy bán Phật giáo, lăng mạ Phật giáo, thì chúng ta phạm tội rồi. Cho nên tứ chúng đệ tử phải nên thường thường nể mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không thể để cho Đức Phật Thích Ca mất mặt. Người xưa dạy chúng ta nên dán vàng lên mặt Đức Phật, đó là công đức. Y giáo phụng hành để người khác tán thán Đức Phật, cung kính Phật, đó chính là đã dán vàng lên mặt Đức Phật rồi. Nếu như chúng ta làm không đúng pháp, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn là tham sân si mạn, vẫn là tổn người lợi mình, như vậy thì giống như bôi lọ nghệ lên mặt Đức Phật, làm cho xã hội khởi tâm oán hận Phật giáo, khởi tâm hủy bán Phật giáo, như vậy thì hỏng mất. Cho nên phá hoại hình tượng của Phật giáo, ngũ nghịch tội là đọa vào đại ngục A Tỳ, quả báo rất nặng. Chúng ta thường thấy được tượng Phật 32 tướng của Đức Phật, có nghĩa là gì? Cần nên hiểu 32 tướng là quả báo. 32 loại thiện hành chiêu cảm ra quả báo. Có thể tra trong Đại Từ Điển Phật Học. Lúc trước tôi giảng Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa của Giang Vị Nông cư sĩ giảng rất rõ ràng. Nghiệp nhân của 32 tướng mỗi mỗi đều nói rõ. 80 loại tùy hình hảo. Lưỡi của Đức Phật le ra, có thể trùm hết khuôn mặt, gọi là quảng trường thiệt tướng. Quả báo là gì vậy? Là đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ. Đức Phật giảng trong kinh, nếu như một người có thể ba đời không vọng ngữ, lưỡi có thể liếm đến chóp mũi, le lưỡi ra liếm được chóp mũi là ba đời không vọng ngữ. Đức Phật đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ, cho nên lưỡi của Ngài rất mỏng, sau khi le ra có thể che hết khuôn mặt. Tướng hảo do tu mà thành. Đức Phật hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là dạy chúng ta phải tu nhân tốt. Nhân tốt thì sẽ có quả báo tốt. Người tâm tốt thì tướng sẽ tốt. Hành vi tốt thì thân thể khỏe mạnh. Thân tâm là đại biểu tu tập của chúng ta. Bạn có thực sự tu tập không? Tu như thế nào? Nhìn thấy hình tướng của bạn, thấy thân thể của bạn là biết được thôi. Không cần hỏi gì hết, nhìn là biết được. Công phu của bạn là ở trên khuôn mặt của bạn, ở nơi hành vi của bạn. Làm sao bạn gạt người ta được? Cho nên thường xưng niệm quán sát tượng Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là 16 quán trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói. Bạn thực sự có thể tu. Có thể tu chính là ngưỡng mộ Đức Phật, cung kính Đức Phật.
quý mến Đức Phật, học tập với Đức Phật. Mình phải giống như Ngài vậy. Thế thì tứ trọng tội và ngũ nghịch tội của bạn đều được hóa giải, ra khỏi tam đồ, vĩnh viễn không bao giờ đọa vào tam ác đạo nữa. Tùy ý mong muốn thường sanh tịnh độ cho đến làm Phật. Đây là nói về lợi ích. Có thể tùy theo ý của mình. Tôi muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn bạn sẽ được mãn nguyện. Thường sanh tịnh độ cho đến ngày thành Phật, đó là lợi ích thân nghiệp của Đức Phật. Tiếp tục coi loại thứ ba. Loại thứ ba là lợi ích của ý nghiệp. Thứ ba khuyên rằng phụ dương hành niệm Phật tam muội. Đó là khuyên tất cả chúng sanh tu pháp môn niệm Phật. Dùng phương pháp gì để khuyên? Ngài khuyên cha của Ngài. Quan hệ phụ tử quá thân thiết. Phu tử hữu thân. Ngài khuyên phụ thân của mình tu pháp môn này, chắc chắn là pháp môn tối cao, pháp môn tối thù thắng. Cúng dường phụ mẫu. Dùng pháp môn nào cúng dường phụ mẫu? Pháp môn niệm Phật. Ngài không khuyên tu pháp môn nào khác, mà tu niệm Phật tam muội. Làm mẫu mực cho chúng ta coi. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên thế gian này có ba loại lợi ích của thân, khẩu, ý. Dưới đây có giải thích. Phụ dương bạch Phật. Phật địa quả đức, như chân thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Nhân gì không thấy chư đệ tử hành như vậy? Đây là sự thành tựu chân thật của Như Lai quả địa. Vì sao thầy không kêu học trò của thầy học đi? Phật cáo phụ dương, quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm thần thông giải thoát, chẳng phải cảnh giới mà phàm phu có thể làm được. Cho nên khuyên phụ dương hành niệm Phật tam muội. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Được, ai chứng được cảnh giới này? Pháp thân Bồ Tát chứng được. Vì sao vậy? Vì Ngài đã bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngay cả tập khí phân biệt chấp trước cũng không có. Chỉ có tập khí vô thỉ vô minh là chưa đoạn tận. Họ tu tập chính là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Ở đâu vậy? Ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Chẳng phải trong thập pháp giới, càng không phải ở trong lục đạo. Cho nên Đức Phật đã nói với phụ dương rất hay. Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, đều hiển hiện ở Thật Báo Độ.
Hiển hiện ở chỗ nào vậy? Hiển hiện ở chỗ chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, đó đều là Pháp Thân Bồ Tát. Ứng hóa ở biến pháp giới hư không giới, trong thập pháp giới, nơi quốc độ của chư Phật. Vì thập pháp giới chúng sanh mà làm ba loại lợi ích như trên đã giảng. Giúp chúng sanh diệt tội. Giúp chúng sanh được phước. Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Giúp cho chúng sanh hồi quy tự tánh. Đó chẳng phải là cảnh giới của phàm phu. Thập pháp giới, tứ thánh pháp giới cũng là phàm phu. Đó là ngoại phàm. Họ còn chưa làm được. Hà huống là lục đạo nội phàm. Cho nên Đức Phật khuyên Phụ Dương hành niệm Phật Tam Muội. Vì sao vậy? Vì niệm Phật Tam Muội vững vàng, phương tiện, nhanh chóng. Dễ dàng tu tập. Thành tựu không gì sánh bằng. Phiền não tập khí chưa đoạn. Chỉ cần khi lâm mạng chung thời, bạn thực sự điều phục được nó, phiền não tạm thời không khởi tác dụng, thì có thể giảng sanh. Một niệm hàng phục, mười niệm hàng phục, người này sanh về thế giới cực lạc. Sanh về thế giới cực lạc, tập khí phiền não vĩnh viễn không tái phát. Điều này rất khó. Hơn nữa, ở thế giới Tây Phương cực lạc, phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh, người này sẽ được hưởng thụ quyền lợi của A Duy Diệt Trí. Thật là không thể nghĩ bàn. Ngài đã đem pháp môn tối thắng không gì bằng này cúng dường phụ mẫu, khuyên răn phụ mẫu tu tập, cũng là khuyên tất cả chúng sanh có duyên. Thực tế mà nói, giới định huệ là tánh đức, cũng là tự tánh đầy đủ. Ngày nay chúng ta đem giới định huệ biến chất rồi. Biến thành cái gì vậy? Biến thành phiền não. Ở trên Kinh Phật nói, mặt trái của giới định huệ là gì? Tham sân si. Chúng ta đem giới định huệ của tự tánh vốn đầy đủ biến thành tham sân si. Nếu như bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, bạn phải đem nó chuyển đổi lại, chuyển tham sân si thành giới định huệ. Phật Đà là dạy chúng ta phương pháp để chuyển biến. Cái phương pháp chuyển biến này chúng ta phải ghi nhớ, phải tỉ mỉ mà tư duy. Kiến lập tính tâm. Bắt tay vào từ bộ kinh này. Bộ kinh này phân lượng không xem nhiều, cũng không xem là ít. Đối với thời kỳ mạt pháp mà nói, rất là khế hợp với căn tánh của chúng ta. Cho nên tôi khuyên các đồng tu phải bắt tay vào từ đọc tụng. Người xưa thường nói, sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Trong lời nói này cũng ngầm bao gồm đạo lý vi diệu. Giới định huệ ngay ở trong đó. Quyển sách này bạn từ đầu đến cuối đọc qua 1000 lần, bạn thử nghĩ xem, bạn liền có sức định. Bạn không có sức định, bạn không có tâm nhẫn nại này, bạn không đọc được nhiều số lần đến như vậy.
sau khi đọc qua 1000 biến, tại vì sao nói ý nghĩa tự thấy, tâm bạn định lại. Định rồi liền khai ngộ. Chỗ nào không hiểu cũng sẽ hiểu. Chỗ hiểu được cạn, hiện tại cũng sẽ thấy được sâu. Thẳng đến sâu rộng không bờ mé. Bạn xem kinh nghĩa của bộ kinh này. Công phu tiến thêm một bước. Mỗi một phẩm nghĩa lý đều là vô cùng vô tận. Thậm chí mỗi một câu, mỗi một chữ đều là vô lượng nghĩa. Vậy thì bạn thật đã thông rồi. Bạn lại xem qua tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói, một chướng ngại nhỏ cũng không có. Không có chướng ngại. Cho nên tu học của Phật Pháp cùng tu học của thế gian Pháp không như nhau. Giáo học của thế gian Pháp chỉ có thể tăng thêm thưởng thức của chúng ta, không cách gì làm cho chúng ta đạt được định huệ. Định huệ không thể hiện tiền, quyết định không thể giải quyết được vấn đề. Không những không thể giải quyết được vấn đề, từ 200 năm gần đây, sự thật lịch sử nói với chúng ta, thế trí biện thông không có định huệ. Thế gian này có rất nhiều khoa học gia vào cận đại đã phát hiện ra rất nhiều khoa học kỹ thuật cao. Những khoa học kỹ thuật cao này dùng vào quân sự, dùng vào chiến tranh, khiến cho tất cả thế giới, tất cả chúng sanh thân tâm bất an. Mọi người nghĩ xem, việc này không giải quyết được vấn đề, chỉ tạo thêm phiền phức. Cho nên, nhìn xem từ xu thế trước mắt này, rất nhiều người đều lo lắng. Khoa học kỹ thuật càng phát triển bao nhiêu, thì nguy cơ thế giới này càng cao. Không biết đến hôm nào, cái thế giới này bị khoa học kỹ thuật của nhân loại làm hủy diệt. Thế giới vì sao bị hủy diệt? Tự làm tự chịu. Hại người bất hòa, họ đánh nhau một trận thì thôi. Bạn thấy vào thời xưa hai người đánh nhau, mọi người đứng bên ngoài nhìn, chúng ta không lo ngại. Hiện tại thì thật phiền phức. Khi hai người bất hòa, hai người đều dùng đạn nguyên tử, mọi người chúng ta đều bị tai ương. Hai người họ không có việc gì, chúng ta thì gặp nạn. Nguyên nhân này là gì? Khoa học gia không có giới định huệ. Năng lực đó của họ, nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Học vấn chân thật, trí tuệ chân thật, nhất định là giáo học của Thánh Hiền. Chúng ta vào thời xưa, nhà Nho cũng nói giới định huệ. Đạo gia cũng nói giới định huệ. Giới định huệ mà họ nói cùng với nhà Phật có gì khác biệt? Có khác biệt. Trong giới định huệ của họ chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhà Phật nói giới định huệ là phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước.
chấp trước, xả được sạch sẽ, không thể xả được vọng tưởng. Phân biệt chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên loại giới định huệ đó là phước báo trời người. Chúng ta biết sanh đến trời sắc giới phải thiền định. Trời vô sắc giới thiền định càng cao. Đây là tứ thiền bát định mà nhà Phật thường nói. Thánh nhân thế gian đã giáo huấn bạn được phước trời, không thể ra khỏi tam giới. Phật pháp giới định huệ chắc chắn là phải phá tham sân si, phải phá ngã chấp, phá pháp chấp. Cho nên thành tựu của họ siêu việt sáu cõi. Chấp trước không còn, siêu diệt sáu cõi. Phân biệt không còn, siêu diệt mười pháp giới. Quả báo ở pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng cũng là pháp giới nhất chân. Đây mới là quả báo chân thật. Chúng ta hiểu rồi, giác ngộ rồi, liền biết được chính mình ngay trong một đời này phải nên ở nơi phương hướng nào mà nỗ lực.